Đây xin trả lời là câu hỏi là tại sao mà châm cứu là cách gần. Dạ thưa thầy, là cách gần là vì một phần lúc mà mình chăm thì mình chăm này là mình chăm mình cứu nữa, mình sẽ bỏ cái mồi lửa lên trên cái kim, rồi cách gần ở dưới một là để cho nó đừng có bị cái tàn của cái mồi cứu nó rớt xuống. Thứ hai nữa là nó tăng cái hiệu quả mà ôm ấm. Khi mà mình chăm như vậy là mình dùng cái phần ôm ấm của ngải để truyền qua bên cái kim rồi truyền xuống. Thứ ba nữa là gần thì ít nhiều nó cũng có nước, cho nên nó sẽ có tác dụng giống như là nó dẫn cái nhiệt nó tốt hơn, làm cho ôm ấm cái phần mà mình muốn cứu tốt hơn. Em thấy là cứu là lúc mà mình nhìn trong hình thì chủ yếu là cứu ở cái phần bụng để mà ôm ấm giúp lợi tiểu, là giống như là bên phục hồi chức năng là dùng nhiệt nóng sâu, còn bên đông y là dùng ôm ấm các huyệt như là khí hải, quan nguyên để mà đẩy nước tiểu xuống và như là thiên khu để mà trợ cho tiêu hóa, trợ cho tỳ vị, đẩy trợ cho bàng quang à. Rồi thì bạn Huệ đúng không, cũng trả lời cũng đúng rồi đó, tức là cái gừng của chúng ta ấy, là các bạn để ý là cái khối gừng, tuy nhiên thì nó hơi khó một chút thôi, tức là để mà châm được ấy, thì người ta không phải là châm một phát mà xuyên qua cái gừng đó đâu các bạn ha. Là đầu tiên là người ta sẽ tách cái gừng đó ra tới gần cái khúc giữa ấy. Sau khi người ta châm xong rồi thì người ta mới gắn nó vào ha, chứ không phải là các bạn nghĩ là người ta kỹ thuật cao siêu đến mức mà lấy cái gừng để lên trên, sau đó là cầm cái kim xuyên qua gừng và xuyên vào viền, không phải đâu. Tức là người ta cắt chia cái gừng nó ra gần đến 1/2 ấy, sau đó là khi mà sau khi châm xong thì người ta sẽ gắn nó vào, vì là cái kim nó rất là mỏng đúng không, chúng ta có thể gắn nó vào. Thì cái tác dụng của gừng thì các bạn biết, một đấy là khi mà người ta sử dụng châm ấy thì cái tàn lửa của cái điếu ấy, cái điếu ngải nó sẽ, nếu có rớt xuống thì nó sẽ rớt vào cái gừng đó và nó sẽ không gây bỏng cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là gừng bản chất là nó cũng là có cái tăng cái gì, tăng cái tác dụng mà kiện tỳ đúng không, tăng các tâm kiện tỳ và làm ôn ấm tỳ vị. Nó phù hợp đối với những bệnh nhân mà cái khu vực mà liên quan tới tỳ vị rồi là bàng quang nó bị gọi là hàn chứng ấy, thì nó cũng tăng cái tác dụng là ôn ấm để giúp phần nào đó thôi, chứ không phải tăng tất cả, để giúp cho cái bàng quang nó ôn ấm được lên, thì là cái thận khí nó sẽ điều chỉnh được cái sự gọi là cố nhiếp của bàng quang, đóng mở của bàng quang để giúp cho tống nước tiểu nó ra ngoài. Thì đấy là những cái tác dụng tại sao người ta sử dụng gừng, thì nó hai cái tác dụng chính là như vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi còn câu hỏi thứ hai. Dạ thầy, em đại diện nhóm 2, em trả lời câu hỏi là giải thích cơ chế tại sao âm hư, dương hư, khí hư, huyết hư thì sinh ra táo bón. Âm hư, bản chất âm hư thì sinh nội nhiệt, nội nhiệt tích trữ lâu ngày sẽ là trước hao tân dịch, thì tân dịch khi đã trước hao bị thiêu đốt thì sẽ gây nên táo bón. Còn dương hư, bản chất của dương hư thì sinh ngoại hàn. Kết hợp với thói quen ăn uống của bệnh nhân là ăn đồ sống lạnh hoặc là uống các loại thuốc hàn nhiều, nên lâu ngày thì nội hàn tích thịnh, nên là gây ngưng kết ở vị trường, làm mất chức năng truyền đạo của đại trường, nên là phân không thể tống ra ngoài được thì gây táo bón. Cơ chế của khí hư thì khí hư, một khi đã khí hư thì sẽ làm
giảm cái chức năng truyền thống của đại trường, nên là sẽ gây ra táo bón. Và huyết hư thì cũng làm hư hao tân dịch, làm cho tân dịch suy cạn, nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển của đại trường và gây nên táo bón. Em xin hết. Rồi thì các bạn cũng giải thích cũng tương đối, tức là đầu tiên là âm hư thì giống như bạn nói là nó sẽ làm hao tổn tân dịch, tức là âm dịch khuy tổn, giống như nãy giờ có nói là cái hiện tượng này âm dịch khuy tổn. Khi âm dịch khuy tổn thì chắc chắn rằng là cái gọi là cái hiện tượng mà đại trường nó sẽ táo kết lại, không chỉ đại trường mà tất cả các cơ quan khác nó táo kết lại, thì một phần nó sẽ dẫn tới hiện tượng là bình thường thì đại trường nó cần phải có một cái lượng nước để nó gì gọi là để cho nó tái hấp thu phân để nó thành thành bón thành 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 hình và nó tống ra ngoài. Tuy nhiên thì vì là cái tân dịch nó không đầy đủ cho nên là bản chất là cái phân đó nó xuống lên tới đại trường nó đã rất là khô rồi, nên là nó sẽ gây ra hiện tượng táo bón. Đấy là cơ chế của âm hư. Còn dương hư thì nó cũng tương đối gần với cái khí hư, tức là khi mà dương hư rồi thì thông thường chúng ta biết được dương hư thì nó sẽ gây ra hiện tượng là tiêu chảy, đúng không, là ngũ canh tả. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này thì cái phần dương hư là nó không thúc đẩy được cái đại trường nó tống xuất ra bên ngoài, giống như là nó quá yếu để nó đẩy được cái phân ra bên ngoài. Cho nên là ở trong cái trường hợp này dương hư thì gần nghĩa là nó đồng nghĩa với cái việc là khí hư, hoặc là dương hư này thì nó sẽ sinh ra một cái hàn trứng, và hàn trứng thì nó có cái xu hướng nó sẽ gọi là táo kết lại, giống như các bạn cũng nói là cái tính chất của hàn là nó gì, nó có tính chất là nó đóng băng lại hoặc là nó gọi là tích tụ lại, chứ nó không có xu hướng giống như nhiệt thì nó tỏa ra, và nó cũng là cái hiện tượng là khiến cho cái phân của chúng ta không được ra ngoài. Vì vậy mà trên lâm sàng thì khi mà điều trị dương hư thì thông thường người ta ngoài bổ khí ra thì người ta phải sử dụng các vị thuốc có tác dụng là ôn ấm tính nóng để giúp cho gì cái phần mà do hàn tà nó ngưng kết ở bảng quang thì nó ngưng kết ở đại trường thì nó sẽ được nói nôm na thì giống như nó được tan ra và nó sẽ đi tống xuất ra bên ngoài. Huyết hư thì nó cũng tương tự giống với cơ chế của âm hư thôi, nó cũng khiến cho cái hiện tượng là âm dịch nó bị khuy tổn, đúng không, tuy nhiên nó kèm theo cái triệu chứng của huyết hư nữa. Còn tại sao mà cái khí hư thì điều trị nó sẽ kém hiệu quả hơn là các thể lâm sàng khác? Bởi lý do nếu mà do gì do âm hư và do huyết hư thì chúng ta bổ sung cái tân dịch nó tương đối là hiệu quả, tức là nó bổ sung tạm thời ấy, thì nó rất là hiệu quả. Ví dụ chúng ta sử dụng một số các nhóm thuốc nhuận trường, tức là tăng cái gọi là tân dịch ở đại trường thì nó rất là dễ. Tuy nhiên hoặc là khi mà dương hư thì chúng ta sử dụng các thuốc ôn ấm nó rất là dễ. Nhưng mà cái khí hư thì để mà chúng ta bổ sung cái khí nó đầy đủ, tức là bổ sung cái chính khí đầy đủ để cho khí cơ nó vận hành cách thông suốt từ gì từ can rồi tỳ rồi tới thận tới bàng quang tới đại trường thì nó cần một quá trình, chứ không phải là chúng ta có những vị thuốc đánh vào cái vận hành khí cơ ở cái bàng quang cái đại trường được mà nó có thể thông suốt ra ngoài được. Cho nên đối với khí hư ấy, thì sử dụng thuốc đông y để điều trị táo bón thể khí hư thì nó sẽ hiệu quả nó sẽ chậm hơn, tuy nhiên là chúng ta phải sử dụng lâu dài. Vì vậy mà đối với những cái thể khí hư hoặc là khí khí trệ nó khiến tới táo bón ấy, thì thông thường người ta sẽ sử dụng các phương pháp không dùng thuốc, ví dụ là chúng ta có thể là châm cứu kích thích thì để giúp cho cái gì cái khu vực cục bộ đó thì cái khí cơ nó được thông suốt nó sẽ nhanh hơn. Vậy mà tại sao chúng ta có những cái nguyên tắc như vậy. Rồi tiếp theo mời các nhóm khác. Rồi. Thầy và anh chị có thấy rõ cái slide bắt đầu cắm chưa? Rồi, thấy rồi em. Dạ.
em cũng mới tìm hiểu một chút về cái phương pháp tạo lập cảnh và nên là có gì em giải thích một hai giải đáp thêm mà. Thì phương pháp tạo lập cảnh này thì gồm có tám động tác để mà hỗ trợ mà theo kiểu gọi là rèn luyện sức khỏe và hồi bệnh tật. Thì còn có tám phương pháp, động tác đầu tiên là hai tay chống lên trời. Thì với động tác đưa hai tay lên trời, ta hít vào điều lấy tất cả vùng trong tim từ bách hậu đi xuống gáy và đi lên sau tai, và sau đó đưa hai tay xuống về bên đùi thì thở ra. Tác dụng là để mà điều trị hỗ trợ não, hệ tuần hoàn hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu. Về động tác thứ hai là động tác đưa tay bắn cung. Thì khi đưa tay ra bắn cung thì hít vào, và khi đưa tay chéo về thì thở ra. Tác dụng của động tác này là làm mạnh hai cánh tay cứng cả xương chân. Có thể điều trị táo bón, tê bại, phong thấp nhất chân, khớp xương, liệt nhẹ nửa người. Về phương pháp thứ ba đó là động với động tác là một tay đưa lên đầu, một tay ấn xuống bên hông trái, hít vào, sau đó hai tay lật lại đưa về ngăn cánh tay thì thở ra. Động tác này giúp ăn ngon, ngủ được, mau đói, đại tiểu thông suốt. Động tác thứ tư là đầu quay qua một bên và hai bàn tay đưa ra hai bên đùi, hít vào, đầu kéo về vị trí như cũ và hai tay đưa lên bụng thì thở ra. Với động tác này thì có tác dụng là chủ liệt hệ thần kinh, đưa máu đầy đủ lên não. Động tác thứ năm là đầu nghiêng qua một bên, hít vào, đầu trở về vị trí cũ ngay ở giữa thì thở ra. Động tác này có tác dụng là làm tăng lượng máu lưu thông, mắt tính nóng nảy vì thiếu máu. Động tác thứ sáu là động tác nhón hai chân, hai tay ấn xuống, hít vào, hai chân hạ chân xuống, hai tay đưa lên thì thở ra. Động tác này có tác dụng là kích thích quan trọng hai kinh nhâm và đốc, tăng sức khỏe, các tác dụng hồi sức, thân thể cường tráng. Động tác này làm tối thiểu 30 lần, nhón chân lên cao và chạm mạnh gót chân xuống, thở bình thường tối thiểu là 100 lần. Động tác thứ bảy là động tác tay thủ ở hông, hít vào, tay đấm ra, thở ra, rồi ở tư thế này hít vào và tay kia đấm ra thì thở ra. Động tác này có tác dụng làm tăng khí lực cho tay chân và thân eo liên lạc với nhau. Động tác cuối cùng là động tác tám là động tác thăng đưa từ dưới lên trên và hướng ra sau, hít vào, thăng cúi xuống, vuốt hai chân thì thở ra. Với động tác này có tác dụng là lưu thông mạch nhanh chóng và thần kinh, giúp gân cốt mềm mại dẻo dai, thì sống được chăm sóc tinh thần vui vẻ sảng khoái. Về phương pháp điều trị, về phương pháp dùng bắt động cảm thì để chữa những bệnh thích hợp là đa số là bệnh cột sống, bệnh đốt sống, dạng u tủy, bệnh mạch vành, đau lưng, đùi, rối loạn chức năng dạ dày, ruột, chán ăn. Chống chỉ định của phương pháp này là không thích hợp dùng cho người bệnh đang bị bệnh nào. Khi dùng thì cần lưu ý là vận dụng bài này cần thuộc lòng trong thời phải kiên trì, nếu không sẽ không đạt hiệu quả như ý. Nếu dùng trong điều trị bệnh có thể dùng kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Dạ em xin hết, dạ xin nhờ thầy vậy. Bây giờ có bạn nào đang hỏi bạn cảm nha. Vậy thì chúng ta sẽ phải nhắc tới cái nguồn gốc của nó và cái tên gọi của nó, tại sao có tên là bát đoạn cẩm. Thì thực ra là cái bát đoạn cẩm này thì nó có xuất xứ khoảng 800-900 năm trước, tức là theo ghi chép lại thì nó có xuất phát từ cái thời nhà Tống. Thời nhà Tống, bát đoạn cẩm thì có nghĩa là gì, là tám cái tấm lụa quý ha. Tám tấm lụa quý tức là cái động tác của chúng ta nó mềm mại như là cái lụa mà chúng ta cầm, chúng ta để trong gió ấy, nó bay, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Người ta gọi là tám cái động tác nó phải
thanh thoát, chứ chúng ta không nên sử dụng cái động tác nó cảm giác là nó khô cứng quá. Và cái hai nữa là chúng ta còn phải gì phải 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 các động tác nó phải nhuần nhuyễn với nhau, chứ không phải là mỗi động tác chúng ta tập do đó chúng ta lại ngừng lại, tức là tám động tác này nó phải liên tục và nó phối hợp nhịp nhàng với nhau. Và quan trọng đây là phải kết hợp với cái gì, với cái thở, điều tức cái hơi thở, khí thở của chúng ta. Thì nãy là bạn Cảm cũng có nói sơ qua rồi, tức là khi mà động tác nào ra hít vào chúng ta thở ra, ta điều hòa. Thì cái động tác thì tập thì nó rất là dễ thôi, các bạn có thể lên Google hoặc là lên YouTube, người ta sẽ có những cái hướng dẫn tập nó rất là cụ thể chi tiết. Tuy nhiên thì để mà hiệu quả ấy, thì các bạn lưu ý là nó cần phải kết hợp với cái sự hơi thở của chúng ta. Và thở nào thì khi các bạn luyện thì các bạn phải chú ý, thì các bạn mới tập được. Còn bây giờ nói thì các bạn cũng sẽ không nhớ được đâu, tức là nó tùy được động tác. Khi chúng ta căng ra thì chúng ta phải thở vào hay là hít ra gì đó. Còn cái tác dụng của cái này thì như nào, thì thực tế thì kể cả trong các ghi chép cũng như là các nghiên cứu thì người ta đều thống nhất là cái động tác này thì nó có tác dụng, một là tăng cái hấp thu oxy, đúng không, và cái oxy bên ngoài tự nhiên là một cái rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta thì cung cấp cho cái khí máu của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Nên tại sao giờ là các bệnh nhân mà ta đánh giá cái SpO2 thì tại sao mà nó suy giảm, thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng gì, thì các bạn đi đúng dịch các bạn biết rồi, đúng không, người ta rất quan trọng cái khí trời. Thì khi mà khí oxy nó đầy đủ trong máu ấy, thì làm sao chúng ta cơ thể chúng ta sẽ gì vận chuyển cái khí huyết nó được vận chuyển từ khắp các cơ quan đặc thù, thì chúng ta cảm giác là minh mẫn, cảm giác là sáng suốt, đúng không. Còn nếu bạn nào mà có cái triệu chứng mà oxy trong máu nó không đủ thì các bạn biết rồi, gọi là gì, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, cho đó là hay quên, là hay ngáp, đúng không, ngủ mà không buồn ngủ nhưng mà rất là hay ngồi ngáp, thì đấy là cái biểu hiện của cái oxy, đúng không. Rồi đặc biệt là những cái người lớn tuổi, khi mà cái mạch máu nó đã teo lại, nó nhỏ lại rồi, thì cái hiện tượng mà cung cấp oxy cho tuần hoàn, cho máu, cho não thì nó càng thấp hơn. Nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải tăng cường luyện tập những cái bài dưỡng sinh như thế này. Rồi còn các nghiên cứu ở đây thì người ta cho rằng là khi chúng ta kết hợp 8 cái động tác này thì nó sẽ có tác dụng liên quan tới cái việc là tăng tuần hoàn máu não, hai là gì, tăng cái sức dẻo và sức bền ở các cơ, và tăng cái gì, cái dịch tiết ra ở các khớp, giúp cho chúng ta là không bị cứng khớp, và các cơ nó cũng sẽ được gì giống như chúng ta tự xoa bóp ấy, tức là các cơ nó sẽ được kéo ra, nó sẽ được to lại. Thì thông qua cái việc đấy thì nó giúp cho cơ thể chúng ta nó sẽ dẻo dai hơn. Còn không nói tới cái hiện tượng mà liên quan tới thở nữa rồi, thì khi mà các bạn mà kết hợp với thở thì nó sẽ tốt hơn cho với cái việc mà những bệnh nhân mà bị một số bệnh liên quan tới thở như là hen hay là COPD. Tuy nhiên thì nhiều bạn sẽ hỏi rằng nếu như vậy thì những bệnh nhân mà có những cơn hen hoặc là COPD thì tập những bệnh động tác này nó có ảnh hưởng, có bị nguy hiểm gì không? Thì thực tế là những cái động tác này giống như là bát bản cầm này, hay là dịch chân kinh này, hay là thái cực quyền này, thì thông thường người ta tập nó rất là từ tốn, rất là nhẹ nhàng và gần như là không tốn sức, gần như không, mặc dù động tác nó rất là khó nhưng mà nếu mà các bạn tập quen ấy, thì gần như là nó không tốn quá nhiều sức, nên là chúng ta cũng không sợ là bệnh nhân đang có yếu tố tim mạch hay yếu tố bệnh liên quan tới phổi mà có tạo thành các cơn cấp tính được, nên là hoàn toàn là có thể tự tập được. Thì nói hay vậy thôi, tuy nhiên các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn cần phải đi sâu nó vào. Rồi thầy ơi, cho em hỏi cái nhóm trình bày táo bón cái thầy. À, sao em? Cho em hỏi mà mình có cái phương pháp xoa bóp theo cái cung đại tràng nó hiện bây giờ nó có hiệu quả không thầy, cho điều trị táo bón hiệu quả không thầy? Hỏi cái nhóm trình bày táo bón cái thầy. À, em hỏi nhóm trình bày táo bón rồi, lát nữa nhóm sẽ trả lời. Bây giờ cho các bạn khoảng tầm 10 phút. 10 phút để các bạn có những câu hỏi nào các bạn đánh ra đi. Bé anh em đánh luôn câu hỏi vào cái khung chat đi. Để một là lát mẹ thầy quay lại thầy cũng theo dõi được, hay là các bạn nào mà đang ngủ gật thì các bạn cũng biết được đang nói về cái gì. Dạ dạ.
câu hỏi cho các bạn. Một là câu hỏi của bạn cầm, các động tác bắt đoạn cầm này thì tập thời gian bao lâu, thì cái thực ra ấy là đối với cái bài động tác mà dưỡng sinh ấy, khí công ấy, thì tập càng lâu thì nó sẽ càng hiệu quả cao. Còn để bao lâu có hiệu quả thì thông thường người ta chưa có nghiên cứu, nhưng mà ít nhất là phải 15 ngày, ít nhất phải 15 ngày. Lý do tại sao thì chúng ta biết được là một cái chu kỳ của chúng ta thông thường là phải từ 15 tới 30 ngày. Giống như chúng ta trong y học cổ truyền chúng ta nói về cái chu kỳ mà trăng ấy, từ trăng tròn đến trăng khuyết ấy, thông thường 30 ngày thì dưới quan niệm của y học cổ truyền thì chúng ta muốn điều hòa cơ thể thì chúng ta nên điều hòa một cái chu kỳ là từ khi mà trăng nó không có tới lúc trăng tròn là khoảng 30 ngày. Đấy là cái tốt nhất. Cái này thì cũng dựa trên quan điểm của âm dương ngũ hành thôi. Chứ còn chưa có cái nghiên cứu cụ thể là bao nhiêu ngày thì người ta đánh giá. Và thông thường là các nghiên cứu thì vì là người ta không có thời gian theo dõi. Nhưng các bạn biết là bệnh nhân không có thể có quá nhiều thời gian để chúng ta có thể theo dõi đánh giá được. Thì người ta chỉ đánh giá là chỉ cải thiện một chút thì khoảng 7 đến 15 ngày thì người ta đã đánh giá lại rồi. Cho nó đỡ mất thời gian và đỡ tốn kém trong cái việc đánh giá thôi. Đây, tiếp theo là bạn quên mất là các câu hỏi ở trên này thì hai nhóm chúng ta sẽ thay phiên trả lời đi. Còn nếu phần nào mà các bạn không trả lời được thì thầy sẽ hỗ trợ để chúng ta có sự trao đổi thì các bạn mới học được nhiều ha. Rồi mời các bạn. Dạ thầy, em xin đại diện nhóm 2 trả lời của câu hỏi của bạn Thế Anh là sau bóp dọc khung đại tràng có điều trị được táo bón và tiêu chảy không? Thì theo nội dung trong bài học đó, thì cái nguyên nhân đưa đến táo bón có rất là nhiều nguyên nhân, thì trong đó là có về chế độ ăn uống, về chế độ sinh hoạt của bệnh nhân, nên là điều trị thì phải điều chỉnh lối sống, sinh hoạt và chế độ ăn uống. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có thể, nếu mà không cải thiện được thì ta có thể dùng thuốc. Còn phương pháp xoa bóp thì theo em nghĩ là cũng chỉ là để hỗ trợ thêm cho tất cả các phương pháp trên thôi, chứ nó không có đơn lẻ một mình nó thì không thể nào nói được là nó điều trị được táo bón. Còn vấn đề mà tiêu chảy thì theo em tìm hiểu thì em thấy là cái phương pháp mà xoa bụng, là massage bụng thì nó có hiệu quả trong việc điều trị hội chứng ruột kích thích. Là động tác là chúng ta đứng thẳng người, tay trái thì chống lên hông và tay phải thì xoa xoa vùng hạ vị, là xung quanh rốn đó, là xoa theo chiều kim đồng hồ. Thì động tác đó sẽ giúp cho kích thích điều hòa nhu động ruột, để bệnh nhân có thể đi cầu đều đặn. Tại vì cái hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân có thể là bị tiêu chảy, hoặc là có thể táo bón, cái nhu động của đại tràng nó không có ổn định, thì cái biện pháp xoa bóp đó thì có hiệu quả đối với hội chứng ruột kích thích hơn là đối với táo bón. Dạ em xin hết rồi, bây giờ thầy bổ sung thêm ạ. Rồi, nói về vấn đề mà táo bón ấy, mà dùng xoa bóp ấy, thì thực tế là những cái bệnh nhân mà thường xuyên bị táo bón ấy, tức là táo bón có thể nhẹ, có thể là bệnh nhân khoảng 3 đến 5 ngày, 7 ngày là mới đi cầu một lần chẳng hạn, thì người ta thông thường người ta hay khuyến cáo là nên có các phương pháp tự xoa bóp. Xoa bóp tức là chúng ta tự xoa cái bụng để tăng cái nhu động ruột và tăng cái, theo học hiện đại hay trong cuộc chiến là tăng cái tác dụng của văn hóa của tỷ vị, thì thông qua tác dụng của tỷ vị thì cái thức ăn nó sẽ điều hóa được gọi là hơn một chút. Thì cái này thì phương pháp này là phương pháp cũng gọi là dưỡng sinh đó, nó cũng nằm trong cái phương pháp các giáo trình liên quan tới dưỡng sinh. Nó có người ta có phương pháp mà điều trị rối loạn đại tiện, có thể là đau bụng tiêu chảy, hoặc là táo bón bằng phương pháp là xoa xung quanh theo như bạn khỏe vừa nói, là sao mà số để cho nó ngực kim đồng hồ bao nhiêu vòng, thì còn kim đồng hồ bao nhiêu vòng, cái này có phương pháp và cũng hiệu quả nhất bạn, thì không phải là xoay cho vui đâu. Thì những bệnh nhân táo bón hoặc tiêu chảy thì nên sử dụng phương pháp này, bởi vì thông thường thì các bạn biết là táo bón thì biết rồi, mà chúng ta xoa bụng thì chúng ta cũng tự cảm thấy là cái cơ quan
có những bệnh nhân mà bị tiêu chảy ấy, thì thông thường các bạn xoa bóp các bạn cảm thấy rất là dễ chịu, đặc biệt là các bạn mà bị tiêu chảy do lạnh thì qua cái lòng bàn tay của chúng ta là chúng ta có thể truyền xuống cái hơi ấm vào cái vùng mà vùng vai rốn hoặc là vùng tỉ vị. Chính vì vậy mà gần đây là một số các trường phái tất nhiên là chưa được công nhận là người ta hay có cái dạng mà truyền cái sóng năng lượng hay là truyền cái gì đó mà thông qua lòng bàn tay, biết là các bạn nào có tìm hiểu không, là người ta điều trị một số bệnh chỉ thông qua cái bàn tay thôi. Người ta thì người ta nói là thông qua hiện tượng này truyền một số cái nguồn điện năng lượng cái gì đó, thì nói chung là cái lòng bàn tay của chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng hiệu quả thì nó cũng rất là hiệu quả trong một số bệnh, ví dụ như là giảm đau này, hoặc là lúc đó chúng ta là tiêu hóa nó tốt hơn này, thì cái này là có thể. Để trả lời câu hỏi luôn của bạn liên quan tới táo bón, thì thực ra trẻ em bị táo bón là rất là nhiều, và cái lý do nó bị táo bón ấy, thì nó có hai cái lý do. Một là trẻ em thì người ta nói là nó thuần dương, cho nên là bản chất cơ địa của nó rất là nóng, cho nên là cái hiện tượng mà là nhiều đứa trẻ là nó vì là nó là bản chất cơ địa là nóng, cho nên là nó cái sự phát tiết thao tổn tân dịch biết. Nhà bạn nào có trẻ con không biết là nó ra rất hay ra môi, ra môi chân, ra môi tay, ra môi đầu rất là nhiều. Nó chỉ ăn bột, ăn cơm mà cảm thấy là ra môi rất là nhiều mà hơn sau thường. Cái này không phải nó bị đã tạo hãn hay tự hãn gì hết, mà cái này là do bản chất là nó cái phần dương của nó rất là mạnh, và phần dương nó liên quan tới phần tới nhiệt rồi. Và khi mà chúng ta ăn uống vào hoặc là khi chúng ta chỉ tiếp xúc với một số các thì gọi là vận hành nó hơi quá một chút, tức là nếu chúng ta đứng yên không làm gì thì nó cái phần dương thì nó không vận động thì nó không sinh ra nhiệt, khi mà chúng ta vận động ăn uống thì nó sẽ sinh ra nhiệt, thì cái phần dương nó phải trội lên là khiến nó các tân dịch nó thông qua cái phần dương chúng ta mồ hôi. Vì vậy mà trẻ em táo bón là rất hay gặp, lý do đầu tiên là do cái phần dương nó thịnh nên là cái tân dịch nó hao tổn, nên là cái lượng tân dịch mà nó để nó làm mềm mại cái đại trường ấy thì nó cũng không có nhiều, vì vậy mà nó hay bị táo bón. Mặc dù là rất nhiều nhà này có thể cho nó ăn thêm chuối tiêu hay là ăn thêm rau xanh, thậm chí là uống thêm một số cây, mà cái cải thiện nó rất là kém, lý do là nó chủ yếu liên quan phần dương. Và cái nguyên nhân thứ hai thực tế là nó cũng rất là hay gặp, tuy nhiên thì nhiều các cặp vợ chồng không để ý, đó là cái thói quen đại tiện của nó. Tức là sao là nhiều khi trẻ con thì nó bản chất nó ham chơi, đặc biệt là chắc là con chị Ly thì là 1-2 tuổi là cái tuổi nó đang khám phá thế giới, nó đang rất là cái việc khác, không phải là cái việc mà đại điều kiện của nó. Tức là bình thường biết chúng bạn bản chất chúng ta vậy thôi, khi mà chúng ta bị buồn đi đại tiện đi, khi mà chúng ta đang cố gắng làm cái việc gì đấy thì khi đó chúng ta sẽ quên nó đi thì nó sẽ không có cái triệu chứng là buồn đi đại tiện nữa. Như thế này và như vậy hoặc là một vài lần như vậy thì cái thói quen đại tiện chúng ta nó sẽ mất đi, và khi đó là dần dần là đặc biệt là ở cái đại trực tràng ấy thì là nó có cái hiện tượng là phân ở đó, thì nó sẽ có cái hiện tượng là gì, tái thu nước, tức là không để càng lâu trong đại trực tràng thì nó sẽ càng khô, lý do là tại nó còn có một cái cơ chế là tái hấp thu nước tại đó, nên là vì vậy mà trẻ con nó hay bị nheo nhéo hiện đại là vì là sao, nó quên cái thói quen đi đại tiện, tức là nó ham chơi quá, đáng nhẽ nó rất buồn đi đại tiện nhưng mà vì nó đang chơi trò chơi hay nó đang phải xem tivi, nó đang làm gì đó nó quên đi, thì một vài ngày sau thì nó sẽ sinh ra được táo bón. Chính vì vậy mà cái cách giải quyết là các bạn cần phải có cái thói quen cho trẻ con đi đại tiện đúng giờ là rất quan trọng nha. Ham xem tivi, nó ham đá bóng, nó ham chạy nhảy, như vậy mà thường nó phải 5 đến 7 ngày mới đi một lần, và mỗi lần thì cái trẻ con đi kinh khủng là nó đại tiện nó khó khăn, và nó càng khó khăn đại tiện nó càng đau thì nó càng sợ, và nó khi sinh ra hiện tượng là nó rất sợ đi đại tiện, và càng sợ đi thì nó càng bị táo bón, và khi mà cho uống thuốc rồi thì nó chỉ đỡ hơn, tại sao là nó không có thói quen như vậy. Vậy giải quyết thế nào thì đầu tiên là nó có thể uống thuốc các thuốc đông y rồi, một là đi thuốc mà có tác dụng cho trường, hai là phải tập cho nó cái thói quen là đi đại tiện đúng giờ. Chúng như tôi có bày cho anh những cách
thành cái thói quen là lúc thời gian đó nó phải đi đại tiện, và kết hợp thêm cái việc điều trị chúng ta là uống nhiều nước, rồi sau đó là ăn uống nhiều rau, rồi là uống thêm một số cái thuốc mà tác dụng trên trường ấy, thì vài ba lần thì nó tạo thành thói quen và nó sẽ không sợ nữa, và nó đi, khi mà đi vài lần nó đi thông rồi ấy, thì nó sẽ không sợ và nó sẽ có thói quen đi đúng giờ. Thì đấy là hai cái lý do tại sao mà trẻ em nó hay bị táo bón ấy, và cách giải quyết. Rồi tiếp theo các câu hỏi khác, chắc là nhờ các nhóm ta sẽ hỗ trợ trả lời luôn ha. Câu hỏi nào mà không thể thì tôi sẽ trả lời. Rồi anh Tạo có hỏi là mật ong bơm đại tràng, thì mật ong thì nó có cái tác dụng nhuận trường thì đúng rồi, tuy nhiên thì cũng không nên sử dụng cái mật ong quá nhiều, vì là mật ong tất nhiên nó còn thêm, nó kèm thêm cái hiện tượng là nó có cái đường ở trong mật ong, nên là có thể nó sẽ sinh ra các vi khuẩn, nên là tốt nhất là nên hạn chế mật ong. Nó chỉ sử dụng hợp lý, tức là mật ong điều trị táo bón rồi trẻ em thì dùng hợp lý khi mà nó gần như là sử dụng các phương pháp thuốc nó không hiệu quả, hoặc là nó khi mỗi lần đi mà nó quá đau, nó quá rát thì người ta phải bôi. Bôi để cho nó mềm hơn, để nó dễ hơn thôi, không có bị đau đớn, giống như là bị bôi trong. Rồi này, các nhóm chúng ta tiếp tục trả lời. Câu hỏi của chị Hằng Ni là bí tiểu sau sanh châm cứu mạch gì? Ngoài ra có thể áp dụng phương pháp nào khác không? Thì bí tiểu sau sanh thì khi mà em đi thực tập á, thì em thì thấy bí tiểu sau sanh mấy cô thường chăm là quan nguyên khí hải trung cực với lại tam âm giao ấy thêm, mà xoa bóp thì thường là xoa tuy là nói là bí tiểu nhưng mà thấy lại xoa lại dọc khung đại tràng. Là thực tế thì em đi lâm sàng hồi còn trung cấp thì em thấy như vậy ạ. Rồi, còn có ý kiến nào khác nữa không? Tóm lại là cái phương pháp mà điều trị bí tiểu ấy, phương pháp mà nãy giờ có nói là niệu tam châm ấy, thì nó phù hợp cho những cái triệu chứng là một là những bệnh nhân mà bí tiểu do một cái bệnh lý nào đó, đặc biệt là những bệnh nhân mà bí tiểu sau sinh thì đa số bệnh nhân này là sử dụng hiệu quả ha, hiệu quả nên là hoàn toàn có thể điều trị được. Dạ alo em nghe. Nhưng các bạn chú ý là khi mà điều trị mà bí tiểu bằng châm cứu ấy, mặc dù là trong cái phác đồ người ta là châm từ 0,8 tới 1 thốn ở cái việt trung cực quan nguyên đúng không, nhưng mà nó phải tùy theo bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân đã có cầu bàng quang rồi hoặc là bệnh nhân quá là gầy ốm thì các bạn cũng cần phải thận trọng cái lượng cái kim nó vừa phải thôi.
câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Sự là tại sao tỷ lệ mắc táo bón ở trẻ em và người già cao. Ở trẻ em thì thầy cũng đã giải thích rồi, còn người già thì thường là do hư chứng, và người già thì thường yếu cho nên cái cơ bụng nó lúc khi mà mình táo bón mình rặn, phải rặn với lại mình phải thở như thế nào để mà tống phân xuống, thì người già cái phần đó nó yếu cho nên sẽ dễ táo bón hơn. Còn khi điều trị khí hư thì trong sách ghi là hoàng kỳ than, vậy em muốn hỏi lại là hoàng kỳ than thì em theo em hiểu á là vị hoàng kỳ nó là vị quân, nếu mà muốn đổi thì giống như là mình đã đổi luôn cái bài thuốc đó rồi, cho nên em nghĩ là đổi thì có thể là không đổi được, nhưng mà tăng liều lượng thì tăng liều lượng hoặc hạ liều lượng là theo cái chính khí của người đó. Ví dụ như là thấy mình yếu nhiều hơn thì mình có thể là tăng thêm vị hoàng kỳ, còn thấy nhưng mà nó cũng chỉ đến cao lắm là 25 gram thôi. Em thì không nghĩ là có thể đổi qua cái khác được, vì ví dụ như là thuốc bổ khí thì có thường dùng là hoàng kỳ với lại nhân sâm, mà nhân sâm thì nó không có thiên về tỳ vị lắm. Còn nếu mà muốn tăng hiệu quả thì dùng cái bài này rồi cộng thêm những một số các vị giống như là đẳng sâm, bạch chuột, hoài sơn, cam thảo. Đẳng sâm thì nó cũng là bổ khí mà nó thiên về bổ tỳ khí nhiều hơn. Bạch chuột, hoài sơn thì nó cũng vậy, nó thiên về bổ tỳ khí thì sẽ gia tăng cái công dụng của cái bài thuốc này. Dạ em xin hết ạ. Rồi thì cái câu hỏi của bạn Sư ấy thì nãy giờ thầy có giải thích rồi tại sao ở trẻ em là táo bón nó nhiều rồi, còn người già thì cũng vậy ha. Người già thì âm dương khí huyết nó bị suy yếu thì cái cơ chế âm dương khí huyết là suy yếu dẫn tới táo bón, thì nãy giờ các bạn cũng đã giải thích rồi, thì đây là hai cái lý do tại sao mà tỷ lệ táo bón ở trẻ em và người già nó cao. Rồi tiếp theo thì là nãy các bạn cũng trả lời cho bạn Sư cái câu hỏi là thì hoàng kỳ có thể tăng hay giảm thì nó liên quan tới cái chính khí, hoặc là liên quan tới biện chứng của các bạn là cái chính khí nó bị suy yếu tới mức độ nào. Nếu mà suy yếu nó quá cao thì chúng ta phải tăng cái liều hoàng kỳ lên. Còn nếu mà bạn nói là đổi cái vị thuốc khác trong nhóm đó để nâng cao hiệu quả không, thì có thể là thêm các vị thuốc khác thì được. Chứ còn hoàng kỳ là nó cái tác dụng của hoàng kỳ nó cũng có thêm một cái phần mà nó đi xuống, đưa cái khí cơ đi xuống đại trường, tức là nó ngoài cái việc mà thăng đè lên thì nó còn có đưa khí cơ đi xuống đại trường để tăng cái khí cơ ở cái vùng đại trường, thì nó sẽ hỗ trợ cái việc mà tống cái phân ra bên ngoài. Mà ngoài ra thì hoàng kỳ thì nó chủ yếu nó cũng đi vào cái vùng trung tiêu nữa, trung tiêu tức là vùng tỳ vị cam đỏ, thì nó sẽ hỗ trợ cái khí cơ vùng cam để tỳ, thì khi mà khí cơ vùng đó nó mạnh lên cái tăng cái vận hóa thủy cốc thì nó sẽ giúp cho hiện tượng này chúng ta đi đại tiện nó dễ dàng hơn. Rồi tiếp. Rồi các bạn trả lời nhóm câu hỏi của bạn Cẩm Thái. Có trả lời câu hỏi của bạn Thái được không? Hỏi là bạn Thái em chưa có hiểu được cái ý của bạn Thái như thế nào. Tại vì em thấy là nó ghi sao thì mình làm theo vậy, chứ mình thì cũng không hiểu là bạn được dùng trong như thế nào, là sao mình uống chứ sao. Rồi bạn Thái hỏi lại đi. Ý mình hỏi là nó dùng trong thể nào á,
kiểu như bài 1 á thì nó dùng trong hệ bàng quang thích nhiệt, bàng quang tích nhiệt, còn bài 2, bài 3 không có thấy ghi rõ là dùng trong cái thể nào để mình áp dụng cho phù hợp á. Tại theo mình thấy á là thấy cái rau mùi nè, rễ bông ba, hoặc thạch, mà thạch thì mình biết rồi, nó là thuộc nhóm là gián quả, đúng rồi, gián quả. Cho nên cái rau mùi và rễ bông ba với lại hoặc thạch thì mình cũng nghĩ là theo có nhiệt ở bàng quang. Còn mã đề tươi, những cái vị mà thuốc nam á thì theo kinh nghiệm là chính, và một phần nữa là mã đề tươi và rễ bông quan này nó có tác dụng là lợi tiểu theo như y học hiện đại, đặc biệt là mã đề. Nghĩa là cái bài đó là áp dụng chung cho các khi mà ghi là bài thuốc kinh nghiệm thì có nghĩa là theo kinh nghiệm chứ không phải là cái thể nào, vì cái phần của tệ tỉnh so với cái phần mà mình học theo của bên giống như là của bên Trung Quốc á thì nó sẽ khác nhau, vì tề tỉnh thiên về học thuyết thủy hỏa hơn là âm dương ngũ hành. Không phải là âm dương thì nó đúng, nhưng mà ngũ hành thì nó sẽ hơi khác xíu. Với lại cái luận của khí cơ của bên tề tỉnh á, cái đường đi khí cơ của bên tề tỉnh thì nó cũng sẽ hơi khác xíu với lại bên mình học chung. Rồi, cảm ơn bạn. Đây, thì bổ sung cho nhóm ấy thì như bạn đã nói là tuệ tĩnh thì chủ yếu là điều trị kinh nghiệm, tức là tuệ tĩnh thì không đi theo cái hướng mà phân thể lâm sàng, hoặc là đi theo tính nghị quy kinh như bên Trung Quốc, tức là ông chủ yếu là ông chủ trương là nam điều trị nam nhân, tức là nam dược trị nam nhân, tức là ông chủ yếu là đúc kết từ những cái kinh nghiệm dân gian. Ví dụ như là một bệnh nhân bị bí tiểu thì người ta thường có những cái bài thuốc kinh nghiệm nào cho uống thì nó hết, và sau đó là ông đúc kết ra là ví dụ như là nếu mà có nhiệt thì có thể nhiệt mà bị tiểu bút, tiểu giấc, tiểu khó, bí tiểu ấy, thì người ta dùng cái vỏ bí đao. Hoặc là như các bạn nhìn thấy cái rau mùi này, rau mùi trong đó, rau mùi nó có cái tác dụng lý khí. Còn cái rễ phong vang ấy và hoạt thạch thì nó liên thiên về cái gọi là thanh nhiệt giải độc và lợi tiểu. Thì cái này chúng ta có thể đặt trong các trường hợp cũng có thể liên quan tới nhiệt. Và đa số là hai cái bài số 1 và số 2 ấy, thì thông thường nó hay gặp ở cái gọi là thể gọi là nhiệt lâm, tức là bệnh nhân có cái triệu chứng tiểu bút, tiểu gắt, tiểu khó kèm thêm cái triệu chứng của nhiệt. Còn cái mã đề tươi một nắm thì cũng tương tự như vậy, thì mã đề tươi thì nó là cái cây gọi là sa tiền, đúng không, hay có vị thuốc là sa tiền thảo và sa tiền tử. Thì hai vị thuốc này thì tất nhiên là về cái tính vị phi kinh thì nó cũng liên quan tới thanh nhiệt đại đồng và lợi tiểu, nhưng mà chủ yếu ấy, cái kinh nghiệm mà dùng cái bông mã đề và dân gian ngày xưa, nếu các bạn đọc sách ấy, thì kiểu người ta dùng trong trường hợp là bệnh nhân bị viêm đường tiết niệu hoặc là bị sỏi tiết niệu thì người ta hay dùng, dẫn tới cái hiện tượng mà bí đái bí tiểu ấy. Thì cho nên là ba cái bài này của ông Tuệ Tĩnh là chủ yếu dùng trong trường hợp mà viêm nhiễm đường tiết niệu kèm thêm bí tiểu hoặc là có sỏi tiết niệu. Đây, mời các bạn tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Nhân. Câu hỏi của bệnh nhân là bạn hỏi là cái trên bệnh nhân mà di chứng trúng phong thì cái táo bón, bệnh nhân vừa có khí si huyết ứ mà có triệu chứng của dương hư, thì em nghĩ là cả hai khí si huyết ứ và dương hư kết hợp là gây nên táo bón cho bệnh nhân này. Và bạn hỏi là khi điều trị bệnh nhân này thì là nói chung là
Trên bệnh nhân này thì mình chủ yếu là điều trị di chứng trúng phong, còn cái táo bón là cái triệu chứng kèm theo. Cho nên là có thể là trong bài thuốc ủ dương hoặc ủ mình có thể gia thêm các vị nhuận tràng cho bệnh nhân. Còn nếu như mà một khi đã gia thêm các vị đó mà bệnh nhân vẫn không đi cầu được thì mình có thể là kết hợp với các bệnh nhân, các về chế độ ăn uống nào về so bóp, hoặc là cuối cùng nếu mà bệnh nhân không đi được thì có thể sử dụng các thuốc của y học hiện đại. Dạ em xin hết ạ. Di chứng trúng phong trên thể lâm tứ thì bệnh nhân có táo bón, vậy thì bệnh nhân này là cái táo bón nó không phải là một cái bệnh đặc biệt, tức là không phải một cái bệnh độc lập, mà nó là cái bệnh thứ phát sau khi một cái cơn trúng phong ra. Và cái bệnh thứ phát này thì nguyên nhân gây ra cái thứ phát này là có thể là do khí hư hoặc là dương hư, đúng không? Có thể khí hoặc dương hư tùy cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân. Vì vậy mà chúng ta phải căn cứ vào cái triệu chứng táo bón bệnh nhân có gây ảnh hưởng tới cuộc sống hoặc là tới quá trình điều trị bệnh đang gặp hay không để chúng ta có cái phác đồ. Nếu nó chỉ là một cái hiện tượng kèm theo và nó chưa là cái triệu chứng nổi trội gây khó chịu cho bệnh nhân thì chúng ta chưa đưa nó vào là một cái bệnh gọi là độc lập để chúng ta biện chứng bệnh trị và điều trị. Chúng ta chỉ gọi là điều trị kèm theo như nãy giờ bạn có nói. Và nếu mà nó là một cái bệnh mà nó gây khó chịu bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân 5 đến 7 ngày, thậm chí 10 ngày không đi táo bón được và gây khó chịu bức phối cho bệnh nhân, gây sốt này kia, thì đấy là một cái bệnh bệnh mà chúng ta cần phải biện chứng bệnh trị độc lập, là chúng ta phải sử dụng vài thuốc để điều trị táo bón đã học. Vậy thì trường hợp thứ nhất là nếu mà đây chỉ là một cái triệu chứng kèm theo là do bệnh nhân bị khí xuyên ứ thì kèm dương hư, khí hư và nó gây ra tượng táo bón, thì khi mà chúng ta sử dụng bản chất là chúng ta sử dụng bài bổ dương hoàn ngũ thì nó cũng sẽ hỗ trợ là điều trị cái táo bón đó rồi. Thì bản chất là do khí suy huyết ứ nó gây ra hiện tượng đó, tức là nó gây ra hiện tượng là liệt nửa người, gây ra hiện tượng là táo bón, gây ra hiện tượng là đau cơ này kia, thì đấy là cái gọi là triệu chứng mà do cái khí suy huyết ứ nó gây ra. Còn nếu mà bệnh nhân kèm thêm táo bón mà nó khó chịu hơn, tức là nó chưa đến mức chúng ta phải biện chứng một cái bệnh danh táo bón, thì chúng ta có thể kết hợp những cái vị thuốc có dụng ở hiện trường, có thể kèm thêm một số vị thuốc hiện trường để hỗ trợ cho bệnh nhân. Ví dụ như là cái sinh mạch chuẩn chẳng hạn, ngoài cái tác dụng kiện tỳ thì nó cũng có thể là hỗ trợ thêm cho cái việc là điều trị hiện trường, đúng không? Hoặc là một số các vị thuốc khác chúng ta hoàn toàn có thể gia giảm được. Còn tất nhiên là bạn nói là có kết hợp thuốc y học hiện đại không, thì thực tế bệnh viện thì người ta sẽ kết hợp ngay, đúng không? Khi mà bệnh nhân mà có táo bón cái là người ta sử dụng cái đu phá lạc ngay lập tức, đúng không? Hoặc là một số các thuốc khác trong nhóm thuốc tại hiện trường. Rồi mời các bạn tiếp tục. Bạn Cảm có nói là cái gì? Bạn Mai nãy giờ có nói hàng kỳ có thể tăng mà không tăng 25 gram là sao? Hoàng kỳ thang này, trong bài hoàng kỳ thang thì em thấy là nó được nó là dị quân và những cái dị thuốc khác hỗ trợ cho nó để kiện tỳ khí và để tốt cho vùng trung tiêu, cũng như có thể là ví dụ như hoàng kỳ thì nó chỉ dẫn thuốc được tới đó thôi, nhưng mà thêm được cái hỏa mai nhân với lại mật ong thì nó sẽ đi xuống tốt hơn. Trong một cái bài thuốc á, mỗi một cái vị nếu mà ở trong cái công thức thuốc á, nó ghi luôn là từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì mình sẽ làm theo như vậy. Còn nếu mà nó đã có một cái công thức riêng theo quân thần tá sứ và chỉ mà mình học mà cái phần gia giảm nó không có được đổi thuốc hay gì đó thì mình nên tuân theo cái không phải là cái liều lượng mà là cái tỷ lệ 211 này là tỷ lệ 2111 thì mình không nên là tăng quá 10 gram trên cái vị thuốc đó, là tăng quá một nửa của vị thuốc đó. Vì nếu mà cái vị thuốc đó
tính hoặc là nó có cái khả năng mà cái tác dụng không mong muốn, thì cái vị tá hoặc vị sứ của nó sẽ không thể mà trung hòa cái đó được. Thì theo ý em là như vậy, là tốt nhất là không nên tăng tới quá 25, mình có thể tăng lên 30 cũng được hay là bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình phải đảm bảo cái tỷ lệ đó, và cũng không nên là quá cao, vì hỏa mã nhân xài mà cao thì sẽ từ táo bón nó chuyển thành tiêu chảy. Vậy em xin hết, đó là theo ý em thôi. Rồi thì về vấn đề mà cho giảm liều lượng ấy thì nó sẽ có một số cái nguyên tắc. Tuy nhiên thì không phải là bài nào tăng quá nhiều hoặc tăng mà giảm gia vị, gia giảm quá nhiều thì nó sẽ mất cái bài thuốc gốc, đặc biệt là những vị thuốc mà mang tính là thuốc quân. Nên là chúng ta phải căn cứ theo cái triệu chứng bệnh nhân. Thực sự nếu mà các bạn nói là tăng quá nhiều hoặc là giảm hoặc là bỏ đi ấy, thì các bạn có thể các bạn đang biện chứng loại trị nó sai, tức là bạn nghĩ là thẻ lâm sàng đấy nhưng thực tế đấy không phải lâm sàng thẻ đấy. Đấy thì nếu mà nó đúng thẻ đấy thì những vị thuốc làm quân là cái vị thuốc chúng ta đã học rồi, là vị thuốc điều trị cái gì, nguyên nhân gây bệnh, điều trị cái triệu chứng chính gây khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Và nếu mà các bạn mà bảo là bài thuốc này thì theo em thì cái triệu chứng nó không rõ rệt nên là em bỏ vị thuốc quân này đi, thì là bạn các bạn đang biện luận nó sai đấy. Thì chúng ta cần phải xem. Hay nữa là khi mà gia giảm liều lượng thì các bạn cũng cần phải xem là tại sao phải gia giảm. Ví dụ như là nó thay vì gia giảm thì chúng ta có thể là phối hợp thêm các vị thuốc cùng nhóm. Chúng ta vị thuốc làm quân có rồi thì tại sao các bạn không gia thêm các vị thuốc làm thần? Các vị thuốc làm thần là để hỗ trợ tăng cái tác dụng của vị thuốc làm quân cơ mà. Thì các bạn cũng có thể suy nghĩ. Và cái này thì nó liên quan tới vấn đề về phối ngũ, hay đề nghị là các bạn phải đọc lại đi. Các bạn đừng có thích tăng thích giảm thì các bạn tăng giảm, mà chúng ta phải xem là vị thuốc làm quân có tác dụng gì, làm thần có tác dụng gì, làm tá có tác dụng gì, làm sứ có tác dụng gì. Và khi gặp cái trường hợp cụ thể trên lâm sàng thì chúng ta sẽ phải đa dạng như thế nào cho hợp lý, chứ đừng có nói là em thay vị thuốc này bằng vị thuốc khác để nó tăng tác dụng điều trị, thì khi đó là chúng ta đang sai rồi đó. Bởi vì là làm quân thì nó phải, tại sao người ta sử dụng làm quân và tại sao người ta sử dụng làm thần, nếu mà không làm quân thì nó có thành bài thuốc đấy hay không, thì chúng ta phải xem xét lại. Rồi rồi bạn cầm mã đề ấy, thì cái tác dụng hạ áp của mã đề thì nó là nó cũng tương tự như là cái nhóm thuốc lợi tiểu trong trong thuốc hạ áp thôi. Tuy nhiên thì tất nhiên thì chúng ta khi mà sử dụng mã đề rồi thì bình thường những bệnh nhân mà bí tiểu ấy thì nó sẽ huyết áp nó sẽ cao hơn bình thường, vì là nó sẽ có hiện tượng tăng huyết áp. Và khi huyết áp mà khi mà chúng ta giải quyết được cái bí tiểu đấy rồi ấy, thì huyết áp nó sẽ tụt xuống thôi. Tuy nhiên thì chưa thấy có báo cáo nào mà nói là dùng mã đề quá nhiều thì gây tụt huyết áp tới mức phải cấp cứu cả. Tóm lại là chúng ta sử dụng thuốc mà khi đạt hiệu quả, tức là khi mà bệnh nhân ta bí tiểu, chúng ta cho bệnh nhân uống, bệnh nhân đi tiểu được thông suốt bình thường, thì chúng ta dừng, chứ chúng ta đừng có lạm dụng là chúng ta ngày nào cũng sắc uống, đến lúc bệnh nhân là tự đang bí tiểu thành gì, thành gọi là tiểu nhiều, đúng không? Thì chúng ta cũng cần cái học cổ truyền, chúng ta chú trọng vào cái cải thiện triệu chứng trên lâm sàng, chúng ta không phải đi sâu vào vấn đề liên quan tới cơ chế theo y học hiện đại. Bởi vì là chúng ta sử dụng khi đạt hiệu quả thì chúng ta dừng lại và chúng ta tiếp tục cân nhắc là nên giảm hay là nên dừng. Đó là cái nguyên tắc điều trị y học cổ truyền. Còn y học hiện đại thì người ta sẽ có điều như thế nào và huyết áp như thế nào, rồi là cân nặng như thế nào, thì đấy là theo y học hiện đại. Là trong bí đái thể thận dương hư suy nó ghi pháp bổ là ôn bổ thận dương hóa khí lại niệm, nhưng phần châm cứu lại dùng phương pháp châm tả. Thực ra cái châm tả này nó gọi là châm tả cũng không đúng, nó gọi là châm kích thích. Thì các bạn biết là khi mà cái bí tiểu rồi ấy, thì gần như là trong theo cơ chế y học hiện đại ấy, y học cổ truyền chúng ta nó thuộc về thực chứng, là mặc dù chúng ta có nói là âm hư thận hư này kia, nhưng mà về phía tạng thận thì nó là hư chứng, nhưng mà về phía bàng quang thì nó là thực chứng. Bởi vì khi bàng quang nó tích tụ quá nhiều nước tiểu thì nó tạo
tạo ra các triệu chứng bí tiểu, kèm thêm các triệu chứng khác như là sốt hoặc là bệnh nhân cảm thấy đau nhức gì đó, thì đây là gần như là một cái thực chứng trên một cái nền hư chứng. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta điều trị, chúng ta châm cứu ở đây là chúng ta kích thích, là châm kích thích cái bàng quang, và chúng ta điều trị cái gọi thực chứng ở bàng quang, chứ không phải là chúng ta thông qua châm cứu mà chúng ta có thể ôn bổ được thận dương. À, cho nên là cái phương pháp này là phương pháp tâm đả là hoàn toàn là hợp lý ha. Điều trị bí đái cho người sản phụ sau sinh như thầy, ví dụ mà mình sử dụng trong bao lâu thì đáp ứng, hay là một ngày hai ngày, hay là một ngày mấy lần, thì nghĩa là mình đánh giá được bệnh nhân đáp ứng để mình không phải giống như chuyển viện qua những chỗ khác, hay là mình phải thực hiện những cái thủ thuật của bên y học hiện đại như kiểu thông tiểu hay gì đó thầy. Bây giờ thời gian mình cho phép điều trị thầy. Nó sẽ tính theo ngày, ví dụ bệnh nhân là đang bí tiểu 1-2 hôm rồi ha, sau bắt đầu là bệnh nhân khó chịu rồi, thì các bạn như theo cái phác đồ là chúng ta sẽ châm kích thích một ngày 2 lần, đúng không? Mỗi lần 30 phút, thì chúng ta chỉ châm đến ngày thứ 2 là bệnh nhân đã có khả năng phải đi tiểu được rồi. Thế nếu châm đến ngày thứ 2 và sang ngày thứ 3 bệnh nhân vẫn không cải thiện và không đi tiểu được, thì các bạn bắt buộc là phải sử dụng phương pháp là thông hoặc là chuyển qua bên y học hiện đại để người ta thông tiểu hoặc là làm các phương pháp khác, thì chúng ta đừng có lưu giữ, bởi vì cái nhu cầu uống nước bệnh nhân là vẫn còn, nhưng mà uống xong thì không đi được, nên là càng ngày cái lượng nước tiểu nó càng tích tụ thì nó sẽ càng triệu chứng nó càng rầm rộ hơn. Vậy mà chúng ta châm kích thích thông thường thì các bạn nhìn thấy cái điệu tam châm, người ta chỉ châm trong vòng 5 ngày, tức là ngày thứ nhất, ngày thứ hai đã có hiệu quả, và ngày thứ năm đã gần như là cái lượng nước tiểu còn tồn đọng trong bàng quang đã gần như là hết hoàn toàn rồi. Như vậy mà và người ta mới có cái phác đồ 5 ngày như vậy. Thế nên là nếu mà các bạn mà hiệu quả nó không đạt được trong khoảng 2-3 ngày đầu thì chắc chắn các bạn phải sử dụng phương pháp khác ngay. Dạ em cảm ơn thầy ạ.